Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào anh. Anh chào Minh Hoàng và anh chào cô bác, anh chị em cộng đồng mạng của Minh Hoàng. Dạ, cảm ơn anh. Anh cho mọi người biết anh tên gì nè, bao nhiêu tuổi anh? Anh tên Bùi Văn Hồng, anh sinh năm 1961, tức là Tân Sửu. Nhiều khi mình nói tuổi nó ấy cho rõ để các cô các em người ta biết tuổi và biết cái ấy của mình luôn. Dạ. Rồi Bùi Bùi Văn Hồng. sinh năm 1961, tức là tuổi Tân Dạ. Sửu. Năm nay anh Hồng 63 tuổi ha. Đâu 64, cả tuổi đẻ là 64 rồi đó, là Rồi, sinh năm 61 mà. 61 thì 2024 thì 63, còn anh muốn lên tiếp nữa thì 64, cũng được. Thì tính cả tuổi Rồi. đẻ là đúng, người ta tính cả tuổi đẻ 64 đó. Rồi, anh Hồng đến từ đâu nè? Anh ở Rạch Giá, Kiên Giang, ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Còn Anh quê gốc anh ở Hải Phòng, nhưng mà anh vô đâu là anh vô năm nay bốn mấy năm, anh vô năm 80 rồi. quê gốc ở Hải Phòng mà anh vô Rạch Giá Kiên Giang này cũng bốn mấy năm rồi ha. Bốn 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 năm à, đến năm thứ 44 rồi, năm thứ 44 Dạ. rồi. Rồi anh Hồng nè, anh có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Có, anh đã coi kênh của chú và mọi người rồi, anh biết rồi, anh đồng ý đăng lên mạng xã hội. Dạ. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Hồng yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được anh ha. Phải rồi, anh biết rồi. Dạ. Anh Hồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của anh ha. Rồi, anh chịu trách nhiệm. Dạ. Anh Hồng nè, tình trạng hôn nhân gia đình của anh như thế nào anh? Anh thì ly thân thì cũng nhiều năm, nhưng mà anh ly hôn thì mới được một năm, mới được một năm nay. Dạ. Anh với chị ly thân cũng nhiều năm nhưng mà mới có quyết định một năm nay. Ly hôn thì mới được một năm nay. Anh chị được bao nhiêu người con anh Hồng? Anh một cháu gái năm nay cũng lớn thì năm nay cũng 40 rồi, còn cháu trai Úc thì năm nay cũng 32 tuổi, tuổi Dậu năm nay 32 tuổi rồi, là bốn bốn trai một gái. Vậy là chung quy anh với chị năm người con, Năm người con. bốn trai một gái. Nhưng mà có gia đình nhiều vương trưởng riêng tư hết rồi, ăn học rồi đi làm ăn thành đạt hết rồi. Rồi hiện nay anh Hồng ở dưới Rạch Giá đó, anh Hồng đang làm công việc gì? Anh thì bây giờ nghỉ rồi, anh đâu có làm gì nữa, anh giờ cũng lớn tuổi, anh nghỉ rồi. Thì trước khi anh nghỉ thì cũng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, anh nghĩ là anh lãnh một cục luôn là xong rồi. Thì bây giờ anh đi làm thì cũng có nhà cửa tài sản, thì bây giờ đó cái nhà anh ở đó thì nó cũng rộng lắm, nó tới nửa công đất, rằng anh cất nhà hết anh cho ta mướn một tháng, thì nếu mà mướn hết thì được hơn chục triệu, còn đâu như bây giờ hiện tại giờ ta mướn chưa hết thì cũng được 8 triệu một tháng. Thì nói chung là cuộc sống của anh thì nó cũng đủ ăn đủ xài, con cái thì nó đi làm chứ nó không có nhà ở. Anh nhà mình nhớ là không có con cái nào ở chung với anh hết trơn á, nó đứa đứa thì ở Bình Dương, đứa thì Sài Gòn, đứa thì ở Hà Tiên cơ, nó không có nhà, nó không có ở nó không có nằm ở nhà đây, nó công việc của nó không có nhà được. Lúc trước anh Hồng làm công nhân viên nhà nước hả? Trước anh nằm ở xí nghiệp đóng tàu An Hòa, rồi anh nằm quốc doanh đánh cá Kiên Giang này. Anh làm trong lúc đó kêu bằng xí nghiệp hả? Xí nghiệp quốc doanh đánh cá Kiên Giang, để xí nghiệp đóng tàu An Hòa cũng cỡ Kiên Giang này. Lương anh về làm anh lãnh một lần một luôn. Hả? Cái lương hưu của anh về là anh lãnh một lần một luôn. Còn bây giờ thì nói chung là
cuộc sống của anh thì nói chung cũng bây giờ là thoải mái, không có lo gì cuộc sống. Bây giờ anh chỉ cần có người bạn đời cũng như là sớm tối này kia thôi, chứ còn đâu bây giờ đó cuộc sống của anh thì ăn xài thì nếu như anh cho mướn hết thì nó cũng được hơn chục triệu một tháng. Còn bây giờ hiện tại giờ thì cũng cho mướn nó hơn nữa rồi thì giờ nó còn được ra 8 triệu, cũng nói chung là cuộc sống là có của ăn của để, nó cũng không không khá giả nhưng mà cũng là đủ sống, không không đến mức độ gì. Nhà anh là 500 mét vuông, và anh 500 cắt mét vuông mà hồi đó mua thì nó mua lâu rồi, mua từ cái lúc mà mới còn ba mấy tuổi, bây giờ sáu mấy tuổi rồi mua 30 năm rồi, cho nên nó rẻ lắm. Hồi đó thì nó còn rẻ, đất đai nó kia còn rẻ, anh cắt hết 500 mét vuông luôn. cất hết trung cho cái thì ký ốt, cái thì nhà nhà bây giờ đó là mình ở đâu có, mình ở bao nhiêu phòng mới giờ mình ở đâu có hết. Giờ đó là anh đang ở phòng thu là phải phòng ngủ của anh á. Anh nhà ở gần chợ không anh Hồng? Gần nhà chú ngay cách trung tâm thương mại 30/4 thành phố giá là cây số à. Từ nhà anh chạy lại tới trung tâm chợ Rạch Giá có 1 cây thôi ha. Đây này đi bộ ngày nào đi bộ nãy cũng đi ra ngoài đó để về lúc chú đưa điện thoại cũng nhớ anh về anh thấy là chú đi là anh đi bộ nó ra ngoài không có mạng. Vậy là gần nhà anh đi lại bến tàu cao tốc thì nó rất là gần ha. Khoảng 2 cây, khoảng 2 cây số. Chú chắc chú biết không, biết tàu cao tốc rồi về chỗ cống cống đó. Đối diện đó hình như nó có cái chợ. Ở đó có cái chợ nhỏ nhỏ đó, đó ngay ngay đối diện chỗ đó nó có cái chợ, kêu một chợ mổ bia trước nó rời ra đó đó. Em nhớ nhớ mày mày, tại vì hồi đó có đi xuống dưới đó cũng lâu lắm rồi, anh cũng Còn cũng 20 năm trước. xích tới một chút thì còn tới đỉnh Ngô Nguyễn. Bây giờ Rạch Giá chắc thay đổi đẹp lắm anh ha. Không, bây giờ đẹp lắm, giờ sông ấy ta kè đường xá giờ đó là bóng lộng rồi, chứ nói chung là đất nước mình thì bây giờ đường xá đâu mà cũng làm đẹp hết rồi. Rồi các con anh có thường về thăm anh không? Về thăm chứ, Tết thì các cháu nó cũng về thăm, rồi ví dụ đám tiệc bà con thì ở đây đâu phải mình ơn anh đâu, bà con đông lắm mà, anh em chú bác rồi anh em cô cậu, anh em đưa vô đâu phải mình ơn anh vô đây đâu. Đông lắm. Anh xuất hiện trên trên màn ảnh nhỏ như thế này nè, rồi nó sẽ lan truyền trên cộng đồng mạng á, rồi Anh biết mà, có ảnh hưởng đến công việc của các con anh không? không ảnh hưởng gì hết trơn á. Bây giờ đó anh nói thiệt với chú, anh cũng mới đầu anh cũng ngại lắm, anh cũng nghĩ bộ tôi ngại mắc cỡ này kia, nhưng mà anh em bạn bè nó đi uống cà phê nó cũng nói bộ thôi, nếu có đứa thì con cháu nó bộ thôi, bây giờ anh có đứa thì bộ chú cứ đi 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 cứ giờ đó mình sống cho mình, chứ còn đâu bây giờ mình suy nghĩ vậy thì cũng 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 khó lắm. Mà bây giờ đấy nhiều người người ta còn làm quan chức, anh thấy các cô công an rồi mấy người người ta còn làm cái gì giám đốc nọ giám đốc kia, người ta còn lên, chứ anh thì có gì đâu mà anh cũng là người dân bình thường thôi, có gì đâu mà phải mình làm đúng rồi, chứ mình có làm gì sai trái gì đâu. Đúng rồi, cái này là cái quyền lợi hạnh phúc của mọi người mà. Hạnh phúc của mình thì mình làm, chứ mình có làm sai trái bậy bạ gì đâu mà mình sợ gì đâu. Đúng rồi. Anh Hồng anh nói anh theo dõi Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em cũng lâu lắm rồi hả? Anh coi của chú nhiều, anh thấy chú đó nhiều lắm, anh coi Đan Nguyên rồi à, cái gì Thành Nguyên rồi Tuấn cái Tuấn Vĩ rồi mấy chú ở ngoài miền Trung ngoài Nha Trang, anh coi nhiều nhiều trang lắm, nhưng mà anh thấy cái trang của chú anh thích thích cái chua cái trang của chú là nó chân chất của người miền Tây mình, anh thích cái đó, cái giọng nói rồi những cái hỏi này kia nào, anh thích cái đó. Cảm ơn anh đã tin tưởng chương trình ha.
rồi anh thích cái chân chất của chú nên anh quyết định gọi để tham gia. Anh quyết định anh gọi cho chú, chứ còn đâu thì anh cũng coi nhiều chương trình nhưng mà nhiều người, nhưng mà anh thích cái chân chất của chú hỏi nhiều câu nó rất là thật, nó không có gì cả, nó không có gì phải giấu giếm gì vậy gì cả, phải này kia gì cả. Tại anh không biết sao không, không phải là em muốn bươi móc ra, mình phải hỏi như thế để đối phương khi xem được cái nhân vật mình muốn kết nối á, sau này về nó sẽ dễ dàng hơn, nó không có bị bỡ ngỡ. Phải rồi, cũng như là anh thì biết người ta mà người ta biết anh nó tỏ tường hơn chút. Đúng rồi, nó cũng tránh được nhiều cái sự phiền phức. Phải rồi. Rồi anh Hồng này, anh cao bao nhiêu? Anh cao 1m72, hiện tại thì anh nặng 80kg. 1m72, nặng 80 cân. Wow, tướng phong độ dữ ha. Tướng tá thì cũng cũng tạm tạm được, không không gì nhưng mà cũng được, được người. Ngày xưa anh có đóng tàu không hay là anh chỉ huy? Đâu, mình cũng là công nhân thôi chú ơi. Dạ, cũng làm ha. Là công nhân lao động thôi. Dạ. Anh Hồng, anh có cái yêu khuyết điểm gì nè? Anh thì nói chung là ưu điểm thì nó cũng có nhiều, một khuyết điểm nó cũng có nhiều. Bây giờ thì trước kia thì nói chung thì mình cũng làm ăn thì mình cũng quyết đoán rồi, mình cũng khó tính, nhưng mà bây giờ thì cái đó thì nó qua hết rồi. Bây giờ đó, bây giờ mình cũng chẳng còn khó tính với ai mà mình còn chẳng quyết đoán với ai. Bây giờ mình cũng chẳng còn còn hơn thua gì, cạnh tranh gì với ai. Bây giờ mình lớn tuổi là mình đâu có làm ăn gì nữa đâu chú. Dạ. Cho nên bây giờ mình sống cho mình, bây giờ mình sống thì có dư giả thì đi du lịch, đi chơi này kia thôi, chứ còn đâu bây giờ đâu có làm gì nữa đâu mà ấy đó, cuộc sống thế. Còn cứ thỉnh thoảng một tháng này, tháng này thì đi chỗ nhà con này, tháng sau thì lại đi nhà con kia. Nói chung tụi nó giờ nó cũng đi làm, nó cũng ít về lắm, mà cũng như chỉ lễ Tết là một năm mới vô đám tiệc bà con, thì anh em ở quê này ở đây thì nó về thôi. Còn đâu thì nó cứ làm ăn thì mình nhớ con nhớ cháu thì mình lại đi. Còn cái khuyết điểm của anh á, yếu điểm của anh nè, anh cho mọi người biết cái yếu điểm của anh như thế nào coi. Cái yếu điểm thì bây giờ thì cũng giờ thì anh cũng chẳng biết cái gì là cái yếu điểm đó. Bây giờ thì hiện tại ở nhà thì cứ đi anh em thì sáng đi cà phê, chiều đi cà phê, đi đi nội. Hôm nay anh thấy cuộc gọi chú anh về, anh chạy anh nội về liền, chứ còn đúng là 8 giờ anh mới về tới nhà cơ. Đó, rồi anh em ngồi cà phê cà pháo rồi là nói chuyện với nhau rồi thôi. Bây giờ bạn lớn tuổi nhau rồi là như vậy, sáng tập thể dục, chiều tối tập thể dục. Như vậy thôi, chứ giờ cũng chả làm gì nữa. Trước kia thì còn làm ăn, còn nòi ra khuyết điểm nọ khuyết điểm kia, chứ bây giờ thì có làm gì đâu mà có khuyết điểm. Rồi bây giờ anh Hồng nè, anh muốn tìm cái nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời anh. Anh muốn tìm cái mẫu người phụ nữ như thế nào mới thích hợp với anh? Anh thì anh cũng nói thiệt chú, thì bây giờ đó anh cũng 64 tuổi rồi, bây giờ anh cũng cũng lựa không lựa, nhưng mà anh cũng theo cái nguyện vọng của anh thì anh cũng muốn các cô như là từ 50 đến 60 tuổi, khoảng cái tuổi đó. Từ 50 tới 60 tuổi. Và khoảng tuổi đó từ 50 cho đến 60 tuổi. Rồi cũng ví dụ như là nghỉ cũng làm việc rồi nghỉ hưu, hoặc là cũng cuộc sống thì cũng có không có nhà to thì nhà nhỏ như anh cũng được, rồi chứ cũng có nơi mình đi qua đi lại, cũng như mình ở bên mình cũng được, ở bên nhà người ta cũng được. Nhưng mà theo anh thì về ở bên anh, tại vì anh nhà cửa thì con cái nó không có nhà rộng rãi thì ở bên anh thì cũng được, còn người ta vì hoàn cảnh thì kia thì mình ở bên nhà người ta cũng được. Nhưng mà phải có lương hưu ha? Không, không cần lương hưu, nhưng mà đấy là anh nói chuyện ví dụ như vậy đó,
chứ còn bây giờ nó còn tùy duyên nữa. Ví dụ cái người nào đó người ta hợp hợp duyên, người ta với mình hợp nhau thì bây giờ người ta không có thì mình cũng đủ sống mà, có gì đâu. Có nghĩa là bây giờ cái chị đó không có, nhưng mà chị cũng biết lo làm ăn thì về ở với anh cũng có thể Có thể làm gì thêm, nhà mà tiền mà có gì thì buôn bán nho nhỏ làm gì thêm nữa thì cái đó tùy. Anh có điều kiện để lo được ha. Thì nói chung là anh thì sống ngày hai bữa, cơm ngày hai bữa thì ok, không có vấn đề gì. Rồi từ 50 tới 60. Anh có 50 là còn sanh được á, anh có muốn kiếm em bé nữa không? Không, bây giờ đó thì cái đó hoàn cảnh cái cô đó, ví dụ quan trọng người ta có cần, ví dụ người ta bây giờ ta chưa có em bé, người ta vì lý do nào đó người ta chưa có con thì người ta cố tình người ta muốn có con thì cái đó cũng mình cũng chiều. Chứ anh thì nói thiệt với chú, anh thì 5 đứa con mà cháu thì 6-7 đứa rồi, cho nên là anh cũng có thì có, không có thì không, thôi không cần gì cả. Bây giờ mình cũng tuổi 60 rồi. Rồi cái đó tùy duyên, tùy hoàn cảnh của cái người đó, cái người bạn đời của mình thôi. Anh cao 1m72 nè, nặng 80 cân. Anh thích cái chị đó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Cái đó thì anh cũng không ấy đâu. Bây giờ anh nói với chú đó, bây giờ đó anh tìm cái người mà người ta sống, người ta chân chất, người ta chân tình với mình thôi. Chứ còn bây giờ đó, nói chung đàn ông anh em mình thì ai mà không thích người đẹp, ai mà không thích chân dài. Nhưng mà nó cũng tùy theo thôi. Bây giờ mình tuổi đấy, tuổi này là mình không có yêu cầu gì cho nó này kia cho nó nắm đâu. Có nghĩa là tìm một cái người dễ coi chút, có đạo đức, sống tốt là được ha. Sống chân tình, sống có sao nói vậy, rồi sống chân tình là được rồi. Rồi anh thích cái chị đó ở vùng miền nào nè? Ông kể ra thì được chọn thì anh chọn ở miền Tây mình là nó gần là tốt nhất. Ví dụ bây giờ mình còn về trẻ thì mình đi ok, nhưng mà ví dụ càng về sau này mình càng lớn tuổi thì cái lúc mình lớn tuổi lên rồi thì mình đi lại nó khó khăn, thì ví dụ càng gần thì càng tốt hơn. Miền Tây khỏe hơn ha. Miền Tây thì là ok hơn. Anh Hồng nè, anh đi thị dục chung với các bạn của anh đó, các bạn của anh có đi cùng các bạn anh giải trí về đêm không? Ví dụ như là anh có thích âm nhạc không? Có, thỉnh thoảng thì anh em thì cũng ví dụ như là một vài tuần, hai tuần, lâu có khi tháng đầu mới tập trung nhà một anh em nào đó, xong thì hùng lại đứa nửa thùng bia hay là cái gì đó, xong rồi mới karaoke. Nhà nó có dàn karaoke, nhà anh thì trước anh cũng có, nhưng mà bây giờ anh cho ta mướn nhà rồi người ta làm ăn sửa xe đồ, giờ anh ca nó kỳ lắm, nó sùm lắm rồi, anh cũng không có muốn thế nữa. Giờ nhà anh em thỉnh thoảng thì cũng giải trí chơi cho nó vui. Anh lâu lâu anh uống bia nhiều không? Không, anh trước thì anh uống cũng được 6-7 lon, chứ bây giờ cỡ 4 lon à, bây giờ đó yếu rồi, uống không như trước đó. Đúng rồi, có tuổi rồi ha. Bây giờ uống 4 lon là vừa, chứ 5-6 lon là bây giờ là say rồi, say lắm rồi. Anh xem nhiều rồi, anh có chấm được cô nào trên mấy cái video của Mảnh Ghép Yêu Thương chưa? Anh nhìn thì anh nhìn thấy thì nói chung là 10 người thì 8-9 người là anh vừa ý đó. Nhưng mà bây giờ nói ra thì nó cũng khó lắm. Bây giờ đấy, anh nói thiệt mấy chú thôi, để nếu mà có gì thì anh cũng nhờ chú và anh để từ các mấy cô mới chấm điểm cho mình đi. Thì duyên đi ha. Thì duyên đi, chứ bây giờ anh thì anh nói thiệt anh cũng không biết người ta làm sao mà. Rồi cho nên là anh cũng trước hết là anh nhờ chú. Bây giờ chú giả tỷ như chú thấy anh bây giờ mấy cô nào đó nó phù hợp, ví dụ như thế thì chú cũng giới thiệu, ví dụ vậy. Anh thì đủ đầy, nhưng chỉ có thiếu một thứ thôi. Đủ đầy thì cũng không đủ đầy, nhưng mà cũng cuộc sống thì tạm ổn, nói như vậy thôi. Chứ còn đâu thì
tiền cũng chẳng biết cho nhiêu cho đủ. Đúng rồi, nhưng mà cũng phải còn thiếu ha. Thiếu một cái cần tìm. Thế còn bây giờ đó kiếm người là sống chân tình rồi, nếu như người ta cũng có cái nhà nho nhỏ hay người ta cũng có nương hưu không nhiều thì ít thì nó cũng vui rồi, ở với nhau nó thoải mái hơn, ví dụ vậy. Còn nếu gặp cái người người ta hoàn cảnh khó khăn hơn thì người ta thương mình thì cũng ok, không sao cả. Anh cũng dư sức lo được mà. Ừ, anh cũng cũng đủ sức anh làm được. Trời, miếng đất 500 mét vuông mà ở mặt tiền, ở thành phố Rạch Giá, tiền không đó chứ đâu phải giỡn đâu. Bây giờ nó có sẵn, anh mua ba ba mấy năm về trước rồi chứ, bây giờ hồi hồi đó mua chứ bây giờ thì nó nhiều tiền lắm, bây giờ khó mua, giờ mua không được. 500 mét bây giờ tính ra tiền tỷ tỷ nhiều lắm à. Bây giờ thì cũng nhiều tiền nó mua không được. Dạ. Thế đó mua lúc kia nó còn rẻ rẻ mà. Rồi. Rồi, chung quy lại là các chị từ 50 tới 60, nhất là các chị ở miền Tây. Nếu mà các chị xem được video của anh Hồng, thấy anh Hồng chia sẻ nãy giờ, các chị nào thấy hợp với anh Hồng thì hãy nhanh tay bắt máy gọi đến số chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có một cái cuộc gặp gỡ giao lưu, tìm hiểu với nhau. Nhưng mà chị đó nhất thiết phải lên chương trình giống như anh Hồng đây thì mới có cơ hội. Và chương trình cũng xin nhắc lại, chương trình sẽ không bao giờ cho số bất kỳ ai, kể cả cái người lên chương trình, xin cũng không cho, trừ ra hai người đồng ý cho số với nhau thì chương trình mới cho số. Còn không thì một bên chịu và một bên không chịu, chương trình cũng sẽ không cho số. Anh Hồng cũng nên nhớ ha. Anh cái đó thì anh biết rồi, nhưng ví dụ á, giả tỷ như là cũng đâu một thời gian nào đó anh với người ta mà không 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 ấy thì cái đó cũng là anh cũng nhờ chú là mình là người cái nhịp cầu mình giới thiệu, chứ còn đâu nhiều khi thì nhiều người ta cũng không mạnh dạn, người ta không biết đó. Có nghĩa là như thế này nè anh Hồng, anh đồng ý cho số thì khi nào có cái chị nào cũng lên sóng giống như anh như thế này, xin số thì em sẽ hỏi ý kiến anh đồng ý thì em mới cho, chứ chứ không có tùy tiện cho. Anh cứ ngủ yên không ai sẽ làm phiền anh cả, cho Anh thì dù. anh cho số thôi chú rồi đó, anh thì anh nhắn cho chú số cho chú thôi. Rồi các chị khác cũng vậy, ở bên ngoài xin thì em sẽ không bao giờ cho. Mà báo anh đó, anh cho thì nếu anh đồng ý cho em sẽ sẵn sàng cho, nhưng mà những cái gì đó sau này là hai người tự gánh chịu ha. Cho số thì anh cũng nói thiệt với chú đó, cũng như anh bây giờ nên 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 như bây giờ cũng vậy, nó cho số thì người ta cũng phải nên rồi mình cũng phải biết người ta là như thế này như kia, chứ còn đâu bây Đó. giờ làm sao mình biết người ta làm sao được, thì chú biết Đúng rồi. mà. Đó thì cái chương trình của em làm việc đó nó nghiêm túc và nó bảo mật cho nhân vật của mình như thế. Còn các anh chị nào không vừa lòng muốn cho thì em sẽ đáp ứng yêu cầu em cho. Nhưng mà người ta không chịu mình thì dù có cho đi nữa người ta cũng không có nghe đâu. Phải rồi. Rồi như vậy anh Hồng ha, chương trình chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu để anh em mình có một cái cuộc trò chuyện vui vẻ. Cũng không quên cầu chúc cho anh Hồng sớm ngày tìm được một cái nửa yêu thương thật sự để cùng anh đi hết cái quãng đời còn lại anh Hồng ha. Anh cảm ơn chú, rồi anh cũng chúc anh chị em trong ấy của mạng của chú là sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Rồi, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Rồi, chào anh Hồng ha. Dạ, chào chú.